Ngày 1 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công hai băng nhóm tội phạm có quan hệ họ hàng với đàn em Nam Cam, thu tiền bảo kê ở chợ Bình Điền. Trước đó, ngày 17 tháng 4, Công an bắt quả tang các đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Châu Phát Ti cầm đầu khi đang cưỡng đoạt tài sản với số tiền 900 triệu đồng của một số tiểu thương chợ Bình Điền. Bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng cưỡng đoạt của tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong chợ Bình Điền là hơn 2,8 tỷ đồng. Mở rộng vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thêm băng nhóm do Nguyễn Văn Tuấn, hay gọi là Ba Tuấn, sinh năm 1978, ngụ quận 8, cầm đầu. Đây là đối tượng có mối quan hệ họ hàng với nhóm Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng và là cháu ruột của Châu Phát Lai Em, đàn em của Nam Cam. Do mâu thuẫn trong cuộc sống, Tuấn tách ra hoạt động riêng. Dưới vỏ bọc kinh doanh quán cà phê, Tuấn hoạt động tinh vi, điều hành hoạt động cưỡng đoạt tài sản với người buôn bán hàng rong bên ngoài khu vực chợ Bình Điền. Quá trình điều tra, Công an bắt Tuấn khi y đang lẩn trốn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt ra 14 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ,